sau khi mình chạy nước 2 ngày thì mình thả cá, nhưng mà nếu mà anh em có thời gian thì anh em nên chạy 7 ngày luôn, chăm vi sinh rồi vô là nước nó ngon lành. Còn gấp thì 2 ngày. Nhưng mà hồ mới á, nó thường hay bị đục nha. Nè. Đó, mình bỏ cá vô là nó hơi đục đục. Ở trong clip thì nhìn nó cũng trong đó, nhưng mà ở ngoài nó sẽ có cái màu đục đục, giống như là cái bị có miếng sữa vô với kiểu vậy, nó hơi đục đục, nó không được trong vắt, hơi đục nè đó. Nó hơi đục như này. Thì cái trường hợp này anh em đừng có thay nước gì hết, cứ để y nguyên. Cái này là coi như ngày thứ ba, thứ tư, thứ ba quá, thứ ba đó. Cái này là ngày thứ ba, nước cũ nó chạy tới ngày thứ ba, thả cá vô thì nó hơi đục nè. Anh em để tới ngày thứ ba nha, anh em chăm vi sinh vô, chăm vi sinh vô xong rồi bật đèn UV cho nó khỏi bị tảo á, đèn UV luôn. Rồi anh em coi kết quả sau 3 ngày nữa nha, mình sẽ quay. Hiện tại bây giờ là ngày thứ ba hay thứ tư gì đó của cái hồ này, là nước mới á nên nó còn hơi đục, nhưng mà mình tầm bảo đảm khoảng một tuần là bảo đảm nó sẽ trong vắt, nó không có bị gì đâu. Anh em nhìn nước nó sẽ khác liền. Rồi anh em đợi mình khoảng 7 ngày nữa mình sẽ quay lại cho anh em coi nha. Rồi hello anh em, hôm nay là ngày thứ sáu nè, từ ngày mình chạy nước bỏ cá vô là nó nay là ngày thứ sáu, nước nó sẽ trong hơn nè. Cái trường hợp mà nước mà cái hồ mới nước nó bị đục á là nó hay như vậy nè. Thí dụ như anh em mới set up cái hồ lên, vô vật liệu lọc mới đâu hết nha, anh em chạy nước nó trong lắm, chạy một ngày, hai ngày, ba ngày gì cũng trong hết. Nhưng mà khi anh em bỏ con cá vô là khoảng chỉ trong vòng 12 tiếng sau thôi là cái nước nó sẽ đục lại từ từ, nó đục cái màu giống như nước có một tí nước cơm như vậy đó, nó hơi bị đục đục trắng trắng cái nước đó, là mấy cái ngày đầu đó nó sẽ bị vậy. Nhưng mà anh em đừng thay nước gì hết, anh em cứ bật đèn UV chăm vi sinh khoảng 7 ngày sau, 10 ngày sau là nước nó sẽ trong vắt. À, như cái này là khoảng ngày thứ sáu thứ bảy gì rồi nè, khoảng này đó, anh em thấy không, nước nó trong không, nhưng chưa trong nữa đâu, khoảng 3-4 ngày nữa nước nó sẽ còn trong hơn nữa đó, nước nó trong nè, thấy không. Mấy buổi trước là nó bị đục đục trắng trắng nha. Cái trường hợp nhiều anh em không biết, cứ đục cái thai nước là nó lại đục tiếp, tại vì cái nước mới nó không ổn định, cứ đổ vô mà vi sinh nó trên vật liệu lọc nó chưa có nữa, nên cứ thấy đục thai nước ra, đục thai nước ra nó đục hoài luôn, vừa thai vô trong khoảng 15-20 phút là thấy nó đục nữa luôn á. Đó, trường hợp anh em mà gặp như vậy, anh em đừng có thay nước, cứ để y nguyên, không có làm gì hết, chăm vi sinh vô, mỗi ngày chăm tí tí thôi, không cần phải chăm nhiều đâu, rồi cứ để vậy tự nhiên 7 ngày 10 ngày là nước nó sẽ trong vắt lại ha. Rồi anh em chúc anh em đón Tết vui vẻ nha, cũng sát Tết rồi, chắc gần Tết, sát Tết mình sẽ lên một cái vàng hồ 2 tầng nữa, lọc tràn trên, bây giờ chơi lọc tràn trên. Rồi thôi, xin chào anh em nha.